Đây sách lớp 2. Sách 2, sách mới của bạn, bạn của chị Nắm. Trên trời sáng tạo. Đây bạn đang khui sách. Đây là từ từ giới thiệu từng quyển, đếm coi sách giáo khoa có bao nhiêu quyển. Đây là sách tiếng Anh. Sách tiếng Anh. Đây là sách học sinh, còn đây là sách bài tập. Sách bài tập. Sách bài tập. Đâu coi một quyển 52.000. Sách học sinh 52.000. Sách bài tập 35.000. Toán lớp 2 19.000. Tập 2. Ủa bạn là giống y chang cái bài đó vậy? Âm nhạc. Toán tập 2. Sao cái bài này giống y chang vậy trời? Giáo dục thể chất. Mỹ thuật. Tiếng Việt tập 1, tập 2. Tiếng Việt. Ủa là Mỹ chang sao trời? Sách giáo khoa 25.000. Tập 1, tập 2. Mỹ thuật. Mỹ thuật đâu? Âm nhạc. Hoạt động trải nghiệm. Tự nhiên và xã hội. Tự nhiên và xã hội. Đạo đức. Cái này. Lớp 2 học môn đạo đức. Lớp 1 có đạo đức không Nắm hề? Có, lớp 1 có đạo đức. Lớp 2. Như vậy sách giáo khoa không là mấy quyển đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cả sách tiếng Anh. Sách giáo khoa và sách bài tập. Sách giáo khoa, sách bài tập tiếng Anh là 405.000. Nào F6. Sách giáo khoa, sách bài tập Anh văn là 405.000. Ủa này đừng dán xe ta. Mấy trang bài giảng một trang. Rồi đây là vở bài tập tiếng Việt tập 1. Vở bài tập mỹ thuật tập viết tập 1, tập viết. Vở bài tập tiếng Việt tập 2. Hoạt động trải nghiệm. Vở bài tập toán. Chị biết em có đâu. Vở bài tập đạo đức. Vở bài tập toán tập 1 cũng dài vậy chứ. Vở cái mà sách này á nó nè sách này nè nó có gì nó có thời gian á. Đây bộ sách của chị Nắm. Mẹ sách quá. Mẹ đồ dán này. Đồ dán nè. Đồ dán. Dán nè. Biết nè. Vở tập viết. Viết chữ in hoa nè. Đó, viết chữ in hoa Word. Chữ A. Đây vở bài tập toán dày chưa? 20.000 quyển vở bài tập toán. Quyển thông số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về đường thẳng, đường cong. Phở mà. Rồi đây là vở của ai đây? Thanh Hà đó. Được bao nhiêu quyển vở? 10 quyển vở. Đây là hình gì đây? Chúa. Đẹp quá ha. Đầu năm thì nó mới vậy nè, mà không biết cuối năm nó còn mới như giống vậy không? Không. Sao vậy? Để đi. Mình phải giữ gìn chứ. Mẹ ơi, mẹ. 10 quyển tập. 10 quyển vở ghi của bạn Thanh Hà. Mẹ. Rồi, cô giới thiệu sách cho các bạn nào. Xin chào các bé, chị là Thanh Hà. Chị đoạn thêm một trái đi nha. Nhưng chị hai chị có sách vở mới này. Vậy chị để lên lớp 1 vậy á. Thì trả lên lớp 2. Rồi đây là quyển gì? Hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm. Đây là vở sách gì? Tiếng Việt. Tiếng Việt lớp 1, lớp 2. Đây là quyển gì? Quyển đồ màu. Mỹ thuật. Mỹ thuật trong này học gì đây? Mây nè, giấy màu nè. Sẽ chuẩn bị để có quả nè. Đất mộng nè. Để con có không? Đó, mỹ thuật. Rồi đây quyển gì? Quyển đạo đức. Đạo đức. Đạo đức thì có, nó đi kèm với vở bài tập đạo đức. Thì đạo đức có hai cái đạo đức á. Màu đạo đức lớn và đạo đức nhỏ. Mỹ thuật có không? Đây, mỹ thuật. Ở có hai mỹ thuật lũ này các em. Cái nào có con của mình á. Trời đất ơi, có ai cũng có hai cái này. Cái này là con của mình. Này cái này đọc trải nghiệm. Cây này. Ở đây có em cũng có mớ này này. Đó nè chị. Đó nhỏ nè. Hoạt động trải nghiệm đâu? Đó nhỏ dễ ờ luôn nè. Ở đó nhỏ đó dễ ờ hả? Này tiếng cái Anh. Này đây ghi này sao mà mình ghi. Tiếng mình Anh lớp 1. Quyển này 52 quyển. 52.000. Đây là tiếng Anh. Rồi. Vở tiếng Việt tập 2. Tiếng Việt tập 2 đâu? Đây tiếng Việt tập 2. Tập 2 thì cái này sang tập 2 mình mới học. Nhưng mà nó khác màu. Tập 1 đâu? Hoạt động trải nghiệm này. Hoạt động trải nghiệm nè. Với lại vở bài tập hoạt động trải nghiệm. Toán tập 2, sách toán tập 1 ở đằng kia hả? Ồ, cái gì em có 2 tập 1 luôn à? Ồ, giờ cũng có nè. Đây là toán tập 1. Ôi, cái tập 1 này giống như là cái kia luôn á. Nè, chị lấy ra được gì? Lớp giáo dục thể chất. Nè. Đâu nè. Tự nhiên xã hội. Hai cái cửa sổ nè. Ờ kệ hết ta. Tự nhiên xã hội. Rồi môn âm nhạc hả sao? Cái gì cái môn âm nhạc nè. Hả? Ờ ha. Không, cái đỡ này là biết ở nhà. Như sẽ có hả? Này cũng nhà cũng nè. Thì cũng cái có. Này biết ở nhà. Đâu? Tập viết, tập 1. Tập 2. Tập 1, tập 2. Vỡ bài tập tiếng Việt, tập 1. Tiếng Việt. Đó, ôi bên dưới là cái gì? Nếu vậy là giá đó là phải đâu nè. Như vậy là cả sách. Bộ sách tập 1, tập 2. Bộ sách bộ sách lớp 1, lớp 2 với lại vở là hết như rồi, chịu 6 rồi. Đang trong quá trình dán nhãn chuẩn bị sách vở. Nó chơi dán nhãn đều rồi.